Thời gian gần đây, giá thịt lợn tại thị trường Trung Quốc liên tục tăng cao do hạn chế về nguồn cung. Để giải quyết vấn đề này, các cơ quan trung ương và địa phương Trung Quốc đã tăng cường nguồn cung thịt đông lạnh từ kho dự trữ quốc gia cho thị trường nội địa. Tuy nhiên, vấn đề thiếu nguồn cung thịt lợn tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa thể giải quyết một cách hiệu quả. Trong bối cảnh đó, xuất khẩu lợn sống từ Việt Nam sang Trung Quốc qua các cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đất liền giữa hai nước cũng tăng mạnh, do thương nhân Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu theo hình thức mua bán cư dân biên giới nhằm tận dụng ưu đãi của chính phủ Trung Quốc đối với hình thức này. Tuy nhiên, theo dự báo của Bộ Công Thương, hoạt động xuất khẩu lợn sống từ Việt Nam sang Trung Quốc qua các cửa khẩu phụ, đường mòn lối mở biên giới đất liền có thể sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới vì Việt Nam chưa có mặt trong danh sách các quốc gia khu vực đáp ứng yêu cầu và được cấp phép xuất khẩu sản phẩm thịt bao gồm thịt lợn sang Trung Quốc mà Tổng cục Giám sát Chất lượng, Kiểm nghiệm, Kiểm dịch Trung Quốc vừa công bố.